Bố, sao giờ bố mới tới? Đi thôi, đi thôi, không kịp nữa rồi. Bố cầm đi. Khoan đã, An Ninh. Bố đến đây bảo với con, hôm nay con để mẹ đưa con đi đi. Lại sao nữa? Vậy cuối tuần này con có thể đến nhà bố không? Chắc không được rồi, bố xin lỗi. Sao anh không nói sớm? Trước khi đến cũng không gọi điện. Anh quên. Sao thế? Sao vẫn còn nghiêng cổ thế? Con tập chỉ cầm đấy à? Con vốn cũng không thích đến chỗ bố mà. Không có tivi cũng không có mạng. Con không xem tivi. Được, chờ bố bận xong đợt này, con muốn bố bồi thường sao cũng được. Bố có lúc nào hết bận à? Sao thế? Nhớ bố à? Bố đừng sến súa vậy được không? Không hợp khí chất của bố đâu. Đi thôi. Xin lỗi em, dạo này lại có vụ án. Một vụ án lớn. Tuần sau anh cũng chưa chắc đưa con đi được không? Em giúp anh làm việc của nó nhé. Em biết rồi, làm việc của anh đi. Nó giận dỗi cũng vì quan tâm anh thôi. Chìa khóa xe của em đâu? Đây. Lại thức đêm đúng không? Đâu có. Ăn cơm đúng giờ nhé.